Những hiểu sai về retinol và tretinoin, nhưng ít ai biết. Dưỡng da thì ai cũng mong muốn rằng là chúng ta dưỡng làm sao để cái làn da của chúng ta trở nên đẹp hơn. Những người đang bị mụn thì sẽ hết mụn, những người đang bị nám sẽ có một làn da trắng sáng hơn, hoặc là những người có làn da lão hóa nếp nhăn thì sẽ trở nên có một làn da trẻ trung hơn. Và đây là một cái mong muốn của hầu hết chị em khi mà chúng ta tìm đến các cái sản phẩm dưỡng da, đặc biệt là hai cái hoạt chất retinol và tretinoin. Tuy vậy cho nên khi mà sử dụng thì không phải ai cũng hiểu đúng khi mà sử dụng với cái hoạt chất này. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu sai thì chúng ta sai ngay từ ở trong suy nghĩ rồi. Cho nên là cái quá trình chúng ta sử dụng thì chúng ta dẫn đến là hoang mang, không biết rằng là cái phản ứng nó xảy ra với mình nó có tự nhiên hay không, hay là nó làm cho da mình bị hỏng, bị mỏng, bị yếu. Và lúc này nó sẽ dẫn đến là gì? Nó sẽ dẫn đến cái sự bỏ cuộc, cái sự chán nản, và chúng ta không có niềm tin trong quá trình chúng ta sử dụng. Mà làm một cái điều gì đó, bạn nghĩ xem, nếu mà bạn không tin vào cái kết quả thì chắc chắn rằng là cái vấn đề, cái quá trình mà bạn sử dụng nó trở nên hời hợt và giống như là mình sử dụng cũng được mà không sử dụng thì cũng không sao. Vì vậy cho nên là trong video này Mỹ Duyên sẽ chia sẻ những cái hiểu sai khi mà bạn sử dụng retinol và tretinoin. Và những cái hiểu sai này không phải ai cũng hiểu là mình đang nghĩ như vậy là nghĩ sai, và mình sai từ ở trong cái tư tưởng thì nó dẫn đến cái quá trình mình bôi thoa nó cũng không có được chăm chút, và từ đó nó dẫn đến cái hiệu quả không cao khi mà các bạn sử dụng. Vì vậy bây giờ các bạn cùng Duyên đi vào nội dung chính nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của Duyên. Ngày hôm nay Mỹ Duyên sẽ chia sẻ đến một cái chủ đề mà rất là nhiều người đang hiểu sai về retinol và tretinoin. Cái hiểu sai thứ nhất đó là nhiều người nghĩ rằng là khi mà sử dụng hai cái hoạt chất này nó làm cho da của chị em trở nên mỏng yếu hơn. Và khi mà chị em sử dụng thì da cảm giác như nó bong vảy, rồi nó căng khô. Mình cảm giác như là da của mình khi mình sử dụng cái hoạt chất này á, nó làm cho da mình bị suy yếu, bị mỏng. Tuy nhiên các bạn biết một điều rằng là cái cấu trúc da của chúng ta á, nó bao gồm là nhiều lớp chồng trên nhau. Giống như là những cái viên gạch xếp lên nhau như vậy. Cái việc mà quá trình bạn bôi thoa, cái quá trình nó bong ra thì thực chất là nó chỉ bong những cái tế bào chết, những cái tế bào sừng già cỗi ở trên da mà thôi, chứ nó không có làm cho da bạn mỏng. Vì vậy cho nên là trong quá trình sử dụng mà da bạn có bong thì đây là một cái hiện tượng bình thường. Bạn chỉ có cấp ẩm cho da tốt, chống nắng kỹ để mình bảo vệ da trong cái thời gian đầu mình sử dụng. Cái cảm giác này nó sẽ giảm sau khi mà bạn sử dụng một thời gian đủ dài. Và có một cái điều lưu ý rằng là bạn xem thử là cái quá trình bong trên da mình nó là cái dạng bong sinh lý tự nhiên của da, hay là nó bong là bong quá mức, bong một lớp dày và nó làm cho cảm giác châm chích khó chịu. Thì nếu mà bạn xảy ra những cái phản ứng như vậy thì bạn nên dừng, và bạn có thể là đi nhờ cái sự tư vấn của người bán, thì họ sẽ giúp cho bạn trải qua cái quá trình ban đầu sử dụng với retinol hoặc tretinoin. Và sau một thời gian bạn dưỡng da tốt thì da bạn nó sẽ trở nên trẻ đẹp hơn và khỏe hơn. Cái hiểu lầm thứ hai đó là khi mà bạn sử dụng cái hai hoạt chất này, bạn mong muốn rằng là nó sẽ xe kích lỗ chân lông, hay còn gọi là nó thu nhỏ lỗ chân lông. Với những bạn mà có một làn da dầu hoặc là da đã từng bị mụn thì lỗ chân lông của bạn rất là to, tập trung ở phần hai bên cánh mũi như thế này. Và bạn mong muốn rằng là tìm đến cái retinol hoặc tretinoin để nó có thể nó làm nhỏ bớt cái lỗ chân lông. Nhưng mà cái kích thước lỗ chân lông á thì nó khó mà để mà nó có thể co lại, cho dù bạn sử dụng bất kỳ một cái phương pháp nào đi chăng nữa. Vì sao? Bởi vì trước đây có thể là khi mà bạn một bị mụn hoặc là da bạn tiết ra nhiều bã nhờn thì bắt buộc là cái đường ống nó sẽ giãn ra, hay là gọi là lỗ chân lông nó sẽ giãn to ra. Và khi mà nó giãn to ra thì bạn cảm giác được là cái lỗ chân lông trên mặt của mình nó càng ngày nó càng giãn nở ra. Và khi mà bạn sử dụng cái retinol hoặc tretinoin, một phần nó kiềm dầu thì bạn nghĩ rằng là cái lỗ chân lông của bạn nó nhỏ lại, nhưng mà thực chất cái kích thước lỗ chân lông nó không hề thay đổi khi mà bạn sử dụng retinol hoặc tretinoin. Nó chỉ làm cho làn da của bạn trở nên mịn màng hơn, da của bạn nó trở nên sáng hơn và trẻ hơn. Một cái hiểu lầm thứ ba đó là khi mà sử dụng retinol hoặc tretinoin nó sẽ cải thiện cái nám cho bạn. Đối với nám da thì bạn muốn cải thiện thì bạn nên chọn một số hoạt chất như hyaluronan, arbutin hoặc là tranexamic acid. Còn đối với retinol, nó là một cái hoạt chất chủ yếu là làm trẻ hóa da hay là tái tạo lại cái bề mặt da. Còn đối với cái vấn đề trị nám thì nó sẽ hỗ trợ thôi, nhưng mà nó không có phải là một cái hoạt chất chính trong cái việc điều trị nám da. Vì vậy Duyên thấy có một số chị em á, khi mà bị nám một cái mảng rất là nhỏ như này, và bản thân là khách hàng của Mỹ Duyên luôn, thì bạn này có lên mạng đặt một cái tip tretinoin về, và cứ hàng ngày cứ bôi lên cái vết nám này. Và quá trình ban đầu
đầu bạn bôi bạn thấy nó sáng, bạn bôi một thời gian dài thì bạn thấy cái vết này nó càng ngày nó càng đỏ, và sau đó cái nám của bạn nó sẽ đậm đen lại luôn. Lúc này bạn sợ quá, bạn chạy đến bạn nhờ Duyên tư vấn. Thì khi hỏi ra thì Duyên muốn biết rằng là trong một thời gian trước đây, một thời gian dài thì bạn bôi cái tretinoin ở cái phần nám mảng này, và lúc này da của bạn có hiện tượng là châm chích, là rát, vì vậy cho nên rằng là bạn mới sợ. Cho nên là đối với những bạn mà đang bị nám mà nghĩ rằng là chúng ta bôi retinol và tretinoin để điều trị nám da thì nó không có cải thiện. Nó chỉ có cải thiện ban đầu khi mà cái lớp da trên cùng nó được loại bỏ. Bạn thấy cái nám của mình nó mờ, nhưng mà thực chất cái sắc tố nó được sản sinh ra, đối với nám nó được sản sinh ra ở cái tế bào. Ở bên trong tế bào chúng ta cần có cái chất đặc trị để ức chế cái sắc tố này, chứ không phải là sử dụng retinol để chúng ta điều trị cái nám. Và đây là lý do mà nhiều người hiểu sai. Và khi hiểu sai thì chúng ta mua sản phẩm về chúng ta bôi thì nó không có cái kết quả giống như chúng ta mong muốn. Cái hiểu lầm thứ tư đó là khi mà sử dụng retinol hoặc tretinoin nó làm cho da các bạn trở nên sạm hơn. Cái hiện tượng mà sạm da khi mà bạn mới vô những tuần đầu nó là cái cảm giác của các bạn, bởi vì khi mà bạn vô hai cái hoạt chất này nó sẽ làm cho cái lớp sừng ở bên trên nó khô lại, và quá trình cái lớp sừng này nó không được cấp ẩm, bởi vì nó khô lại nó chuẩn bị bong ra, nó không được cấp ẩm thì nó sẽ làm cho bạn cảm giác như là cái gọi là cái làn da của mình nó sạm lại thôi. Nhưng mà khi mà sừng ở trên da nó ổn định rồi thì cái quá trình bạn bôi sau đó thì da bạn nó không hề sạm nữa. Cho nên là nếu mà bạn nào có cái cảm giác này thì nó là một cái cảm giác bình thường và bạn cứ hãy tiếp tục bôi nhé. Cái hiểu lầm thứ năm đó là khi mà bôi retinol hoặc tretinoin nó làm cho làn da của bạn trở nên yếu hơn. Ban đầu thì với một số làn da hơi nhạy cảm, khi bạn bôi lên thì da bạn nó sẽ trở nên lăng tăng, nó sẽ trở nên châm chích, hoặc là nó sẽ bị đỏ, một số da thì nó sẽ rát. Tuy nhiên thì đối với những cái phản ứng như thế này, nếu mà ở cấp độ bình thường bạn thấy được là cái phản ứng này bạn có thể chịu được thì bạn hãy tiếp tục bôi. Mà nếu mà cái phản ứng này nó trở nên trầm trọng hơn, chẳng hạn như nó nóng quá, nó rát quá, thì lúc này bạn nên dừng. Có thể là da bạn nó sẽ không chịu được với cái nồng độ này, thì có thể là bạn sẽ giảm cái tần suất ra, hoặc là bạn có thể thay thế một cái sản phẩm với cái nồng độ thấp hơn để cho da mình nó từ từ nó làm quen. Và khi mà nó làm quen với hoạt chất này thì sau này bạn bôi thì nó sẽ không có gặp cái phản ứng đó nữa. Một cái cách nữa mà bạn có thể áp dụng khi mà da bạn có những cái phản ứng, chẳng hạn như là trước khi mà bạn bôi retinol hoặc tretinoin, thì thay vì với những người có một làn da khỏe thì họ sẽ sử dụng sau bước cân bằng da. Nhưng mà nếu mà da bạn có những cái phản ứng như thế này thì bạn có thể lót cho Duyên một cái lớp kem thật là mỏng ở trên da. Với cái lớp kem dưỡng này nó sẽ giảm bớt cái sự tác động của hai cái hoạt chất này, và từ từ khi mà da bạn quen rồi thì bạn hãy bôi sống trên da, rồi bạn sẽ rút cái lớp này ra, thì lúc này là nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao hơn cho bạn. Cái hiểu lầm thứ sáu cũng là hiểu lầm cuối cùng của rất là nhiều người, nghĩ rằng là chúng ta tìm đến hai cái hoạt chất này mục đích là chúng ta muốn cái da của chúng ta được cải thiện nhanh, được đẹp nhanh. Cho nên một số người bôi trong vòng 3 tuần thôi mà thấy da nó chưa có cải thiện lắm, chẳng hạn như thấy da nó chưa được sáng, thấy cái thâm của chúng ta nó chưa được mờ lắm, và thấy cái nám hoặc là thấy những cái vấn đề về sắc tố trên da của chúng ta nó chưa cải thiện, thì lúc này các bạn sẽ nản lòng. Và các bạn lưu ý rằng là trong bất kỳ một cái giải pháp làm đẹp nào thì chúng ta cũng nên là gì? Phải lâu dài và bền bỉ. Còn nếu mà cái tâm lý của chúng ta muốn đẹp nhanh, và khi mà chúng ta bôi chúng ta thấy rằng là xong chỉ có vài tuần thôi mà da không cải thiện, bắt đầu là bạn lại hối hả đi tìm một cái sản phẩm mạnh hơn để mục đích là đưa lên da để nó lột cái lớp da đó đi và nó giúp cho da mình cải thiện nhanh hơn, thì với cái tâm lý này á thì bạn sẽ bỏ cuộc. Vì vậy cho nên là khi mà sử dụng bất kỳ một cái hoạt chất nào hoặc là bất kỳ một cái sản phẩm nào thì bạn cũng nên tìm hiểu kỹ và phải hiểu và phải kiên trì với nó. Chúng ta không có nên tìm đến các cái giải pháp mà nhanh, bởi vì với những giải pháp nhanh nó có thể lột da, nó có thể loại bỏ cái lớp sừng chết trên da, bạn sẽ thấy cái cảm giác là da bạn nó cải thiện trong thời gian đầu bôi, nhưng mà về sau thì da bạn nó có thể dẫn đến các vấn đề về lộ chỉ máu này, da kích ứng này, hoặc là sạm nám bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Và hy vọng rằng là với 6 cái hiểu lầm về retinol và tretinoin sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái hoạt chất này. Hy vọng rằng là với những chia sẻ này sẽ giúp cho chị em chúng ta hiểu rõ hơn về retinol và tretinoin. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Trương Mỹ Duyên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy bấm vào hình tròn ở giữa đăng ký kênh hoặc xem các video tiếp theo ở bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.